chứa nhiều vitamin, khoáng chất cùng một lượng chất xơ dồi dào. Rau xanh là một phần không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng của bà bầu. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận khi lựa chọn. Một số loại rau có thể gây tác dụng phụ không mong muốn trong thai kỳ. Đặc biệt với những loại rau bà bầu không nên ăn sau đây, bạn càng nên cẩn thận. 1. Rau ngót. Ngoài vitamin, muối khoáng, canxi, phốt pho, vitamin C, rau ngót còn sở hữu một lượng protein đáng kể, gấp đôi rau muống và tương đương một số loại đậu. Nhiều dưỡng chất là vậy, nhưng rau ngót tươi cũng chứa một số lượng lớn papaverin, chất kích thích tử cung có thắt. Hiện nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể nào chứng minh về việc bà bầu ăn rau ngót gây sảy thai. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, uống nước rau ngót tươi có thể dùng để chữa sót nhau thai. Những người mẹ có tiền sử sảy thai sinh non hoặc dạ sảy thai được khuyến cáo nên tránh ăn canh rau ngót. 2. Rau trùng ngây. Xét về giá trị dinh dưỡng, rau trùng ngây được xếp vào hàng khủng với lượng vitamin C gấp 7 lần lượng vitamin C trong cam, lượng canxi gấp 4 lần sữa, vitamin A vượt xa so với cà rốt, gấp 3 lần lượng chất sắt trong rau diếp cá và gấp 3 lượng kali trong chuối. Mặc dù có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng hầu hết các chuyên gia đều khuyến cáo bà bầu không nên ăn rau trùm ngây bởi nguy cơ gây sảy thai sinh non. Nghiên cứu cho thấy, ngoài các dưỡng chất dinh dưỡng, rau trùm ngây còn chứa alpha-sitosterol, chất có thể làm co thắt cơ trơn, từ đó dẫn đến những cơn co thắt tử cung. 3. Rau răm. Có vị cay nồng, tính ấm, rau răm thường dùng để ăn kèm với nhiều món ăn Việt Nam với tác dụng tiêu thực giữ ấm bụng. Tuy nhiên, mẹ bầu mang thai 3 tháng đầu nên hạn chế ăn rau răm bởi có thể gây mất máu. Hơn nữa, ăn nhiều rau răm cũng có thể gây co thắt tử cung rất nguy hiểm. Tất nhiên, nếu mẹ bầu ăn 1-2 lá rau răm ăn kèm cùng với trứng vịt lộn thì vẫn nằm trong mức an toàn, mẹ bầu không cần quá lo nhé. 4. Ngải cứu. Một số nghiên cứu cho thấy, việc ăn ngải cứu trong 3 tháng đầu thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ chảy máu âm đạo, gây co thắt tử cung, thậm chí dẫn đến sinh non sảy thai. Một số thuốc ăn thai có sử dụng ngải cứu, mẹ bầu nên cẩn thận khi dùng. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, đặc biệt là những mẹ có cơ địa nhạy cảm, tiền sử sảy thai sinh non không nên ăn nhiều. 5. Rau sam. Giống như các loại rau ở trên, rau sam tuy có nhiều dưỡng chất dinh dưỡng nhưng lại không phù hợp với bà bầu. Vì rau sam có thể gây kích thích tử cung, làm tăng tần suất co bóp, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi. 6. Rau má. Vốn là loại rau khá lành tính, rau má có tác dụng thanh lọc cơ thể, làm đẹp da nên rất được chị em phụ nữ yêu thích, không chỉ để chế biến món ăn mà rau má có thể ép nước, vừa bổ sung dinh dưỡng vừa cung cấp thêm nước cho cơ thể. Tuy nhiên, đó là với những người phụ nữ bình thường, phụ nữ mang thai nếu dùng rau má nên cẩn thận bởi dùng nhiều rất dễ gây sảy thai và nhiều biến chứng sức khỏe khác. Phía trên là 6 loại rau bà bầu không nên ăn trong những tháng đầu của thai kỳ. Để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho thai nhi, các mẹ hãy lưu ý thật kỹ và lựa chọn những thực phẩm thực sự phù hợp trong từng giai đoạn của thai kỳ nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!